Thôi lấy bẻ tóc cho chị, một chiếc để chim cơm học chân. Hả? Lấy bài chương rồi nè, bài chương. Bài chương cho học là học bài chương bài, tôi mà không phải bài chương. Lấy vô bài chương nữa bạn, bài làm tiếp hả nè. Lấy lướt bài chương cho anh bạn. Hả? Lấy bộ băng tôi xin cho học. Ba giờ đã lên phòng. À lấy bài chương, nè bài chương bài chương rồi nè. Nè nè cho chương. À lấy vô bài chương bài chương nè bài chương. Hả? Nào, ăn qua khóc rồi. Hả? À lấy cho cho đi chơi nè. Nè bài chương, nó cho phòng kia nè. Thôi nhỉ. Ai lên tao bay là nó là nhà mày. Lưu anh em ai? Dạ. Vô bài chương đã lưu hay vô nó còn lưu hả? Đã lên khóc rồi. Rồi cháu ở một con nơi mình đã lên khóc lên. Cháu còn lớn mà lên cho bà lên khóc. À lớn tận lớn cho lên, cho ba vay. Lên. Ta. Ba này. Lên, tôi cho phóng tới đa tổ quân á. Hả? Lạc tạc hà là ai ba vô cái ai máu á. Ba vô ai máu á. Ba vô ai máu tê. Thôi nó play chi cho phóng cái nè. Hả? Mà lên. Lên.